Thanh xin chào tất cả mọi người đang xem video IDM của kênh IDM. Chiều hôm nay Thanh tiếp tục giới thiệu với mọi người những thông tin hot về đồng tiền, về network của chúng ta. Đầu tiên, Thanh xin chúc tất cả mọi người có một buổi chiều nhiều may mắn, hạnh phúc và thật sự có nhiều niềm vui cũng như thành công trong công việc. Hôm nay Thanh có một số thông tin liên quan đến Pi Network như sau. Thông tin đầu tiên đó là một Pi Network của Indonesia, tức là bên đội ngũ Picoreteam của Indonesia. Những người tiên phong ở Indonesia họ đang có một video gọi là họ đang giao dịch vàng để đổi Pi lấy vàng mọi người. Chúng ta xem lại cái video này. Đây, chúng ta xem họ đang dùng cả mic luôn mọi người. Đang giao dịch đây. Họ đang giao dịch để đổi Pi lấy đây, nằm đây này, một bản giấy này có cái mũ Pi đây. Họ đang giao dịch để đổi Pi lấy vàng. Chúng ta xem lại cho đây. Chúng ta nhìn thấy cái thỏi vàng trên bàn này mọi người. Đây, thỏi vàng trên bàn đây. Tức là họ đang giao dịch để đổi Pi lấy vàng. Xung quanh cái tick của Pi blockchain thì có những cái tick trả lời như sau, tích comment như sau. Vàng hiện đang giảm thị trường rộng lớn hơn và nó không phải là sự lựa chọn hàng đầu để đầu tư và quản lý tài chính. Bạn không nên chi tiêu một lượng lớn số Pi của mình và Bitcoin rất có thể sẽ là tiền tệ của tương lai. Tức là anh chàng này nói là vàng đang giảm giá trị. Hiện tại thì vàng ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn là đang rất có giá trị mọi người. Mặc dù nó đang giảm nhưng so với trước kia thì vàng hiện nay cũng giá rất là giá trị. Và việc mà trao đổi giao dịch với vàng, đổi Pi lấy vàng cũng là một trong những hình thức rất là hay, giúp cho Pi nó được lan tỏa và nó có giá trị hơn trong tương lai. Nếu mọi người giữ Pi coi trong ví của họ và không bắt đầu giao dịch hàng hóa hoàn đổi hàng thì mạng Pi giống như nước động, không thể phản ánh giá trị của nó. Nó chỉ là có giá trị thực khi có giá trị sử dụng thôi. Tức là khi chúng ta trao đổi thì nó mới có giá trị sử dụng, còn không trao đổi thì nó vô nghĩa. Xin chào, tôi có thể mua được không? Tôi đến từ Kenya. Một bạn đến từ Kenya muốn hỏi là bạn có thể mua được cái đổi tiền Pi để lấy vàng được hay không? Tốt đẹp. Bạn có một Paul Black cùng một người và biết nhau. Ồ, đây là một tin tuyệt vời, không thể chờ đợi để gặt hái những lợi ích cho bệnh nhân của tôi. Xin lỗi, thông tin này có đúng không? Đây là khu vực nào? Có thật không? Giá trị của Pi để đổi vàng là bao nhiêu? Thì thông tin này dù đúng hay sai thì cũng là một thông tin để nói lên được là Pi đang có sự lan tỏa, mọi người yêu Pi. Đôi khi người ta có thể giả một cuộc giao dịch nhưng vì họ yêu Pi thì họ sẽ làm cho Pi có giá trị, nên chúng ta cũng không phải lo. Mọi người không có hàng nghìn Pi trong ví của họ, hầu hết có hàng trăm. Người tiêu dùng phải duy trì mức giá đồng thuận cao để có thể sử dụng ít Pi để trao đổi hàng hóa cho những thứ lớn như bất động sản, xe hơi hay vàng. Bằng cách này, Pi có thể lan bánh và cân bằng trong ví vẫn còn. Tức là anh ta muốn trao đổi Pi lấy hàng hóa, nhưng mà chúng ta phải trao đổi một cái giá trị cao, chứ không phải trao đổi đơn giản những giá trị thấp thì nó làm đi mất giá trị của đồng Pi. Giá vàng là bao nhiêu để trao đổi một Pi? Tức là về sự trao đổi giữa vàng Pi là bao nhiêu để trao đổi một Pi đây? Thật ngạc nhiên khi thấy vàng được giao dịch lấy Pi. Nó chỉ là một bước khởi đầu. Tưởng tượng mọi thứ sau 3 năm. Năm nữa, Pi sẽ là một cuộc cách mạng kiếm Pi. Cài đặt lỗi bí mật, bạn bè Pi của bạn sẽ không biết. Khai thác lỗi, không sống nhờ quảng cáo. Nó mang lại giá trị BTC, trị giá hàng triệu đô la. Vì vậy hãy nghĩ. Đó là cài đặt bảo mật, bạn bè Pi của bạn sẽ không biết. Khai thác lỗi, không sống nhờ quảng cáo. Nó mang lại giá trị BTC hàng triệu đô la. Vì vậy hãy nghĩ. Một comment mà mình thấy cũng không được hiểu lắm. Chúng ta tiếp tục một comment khác. Họ trả tiền bằng bánh để chơi bờ. Tức là cô ấy đang nghĩ họ đang chơi bờ. Thế mình nghĩ không phải họ đang chơi bờ đâu. Chơi bờ thì đây có mấy cà rô để làm gì. Gửi vàng cho tôi sẽ gửi Pi. Tôi nghĩ đó, họ đang chơi bè. Lại là một tin là đang chơi bài. Họ đang chơi bài dùng mấy cái rô để làm gì. Giữ sự phát triển tốc. Điều này thật ấn tượng. Cảm ơn về thông tin. Khi nào bạn có thể đến khu vực Kabul để lấy vàng? Rất tuyệt vời, tức là những cái lời bình luận sau cái tweet này đều thể hiện cái sự tò mò. Liệu đây là có phải cuộc trao đổi vàng để lấy Pi hay không, hay là đổi Pi để lấy vàng hay không? Mình tin đây là cuộc trao đổi dùng Pi để lấy vàng mọi người. Đó là cuộc trao đổi Pi lấy vàng ở Indonesia. Tiếp tục một thông tin hot thứ hai thành muốn nói đến mọi người, đó là Pi Chain Mall họ đã có một video để cập nhật giới thiệu các chức năng trên ứng dụng của chúng tôi. Những người tiên phong được hoan nghênh khám phá ứng dụng của chúng tôi và làm quen với nó. Tức họ có video để giới thiệu các cái chức năng trong cái ứng dụng Pi Chain Mall. Mặc dù hiện tại Pi Chain Mall chúng ta cũng không thể giao dịch gì, nhưng Pi Chain Mall đang xây dựng một cái hệ sinh thái. Sau này khi Picoreteam họ khởi động họ ra mạng mở thì chắc chắn chúng ta sẽ trao đổi được hàng hóa trên BeZen Mall, là cái điều đó là điều không thể chối cãi. Thông qua việc này thì có một số tích của một số comment bình luận của các pioneer trên toàn thế giới. Họ nói gì sau cái tích của BeZen Mall? BeZen Mall cũng cần khởi chạy mainnet. Đúng. Hãy tham khảo video của chúng tôi. Chúng tôi đang chờ phê duyệt ví mainnet cho Picoreteam của Picoreteam và cập nhật một số chức năng quan trọng. Tức là phải chờ Picoreteam chấp nhận phê duyệt ví thì mới có thể chấp nhận được. Chấp nhận thì lúc đó chúng ta mới giao dịch được. Tốt, bạn cũng sẽ trao đổi quốc tế, nghĩa là với những người tiên phong của châu Mỹ Latin, với các lô hàng bao gồm một người thanh toán lô hàng bằng Pi là chưa thể. Tức là bạn có thể trao đổi quốc tế được hay không? Anh ta nói như vậy. Mình nghĩ chắc chắn trao đổi được thôi, nếu mà BeZen Mall đã mở thì ok thôi chứ. Xin chào bạn, có phải là người đầu tiên phong người Venezuela ở nước Mỹ không? Tao là người tiên phong của Trung Quốc. Em muốn hỏi anh ơi ở nước Anh. Anh muốn hỏi anh ơi ở nước Anh có nhiều người đi tiên phong về Pi không? Cảm ơn. Một cô bé đến đồng chí đến từ Trung Quốc muốn hỏi một đồng chí từ Nam Mỹ, hỏi thử bên Nam Mỹ có nhiều người họ đào Pi hay không? Tao hy vọng trung tâm mua sắm của bạn ra mắt vào tháng này. Nhiều người tiên phong đang bán đồng xu của họ và cho những kẻ cơ hội vì không có tiện ích nào có thể cung cấp việc sử dụng số Pi. Làm ơn, BeZen Mall còn sớm còn tốt cho người tiên phong. Tôi muốn bán số tiền bi của mình 100 đô một bi, có ở sẵn sàng cho 1.000 đồng bi không? Tiếp tục. Không có một danh mục cho những người khác, không có tùy chọn cho tình trạng mặt hàng mới đã sử dụng, đã tăng trang, không có tùy chọn cho trọng lượng, khối lượng, không có tùy chọn để giao hàng mà không có dịch vụ chuyển phát nhanh, ít người liên lạc, thêm số điện thoại liệt. Tức là đây là anh ta góp ý về một số chức năng mà chưa có trên hệ sinh thái BeZen Mall, tức là không có danh mục cho những người khác này, không có tùy chọn cho tình trạng mặt hàng này, không có tùy chọn cho trọng lượng khối lượng này, không có tùy chọn để giao hàng và ít người liên lạc và số điện thoại bị tê liệt, điện thoại dạng là WhatsApp 10. Đó là góp ý cho BeZen Mall 10. BeZen Mall trả lời như thế nào? Cảm ơn đề nghị của bạn, chúng tôi không có kế hoạch để lộ thông tin liên lạc của người bán, người mua, vì đây là thông tin bí mật. Do đó chúng tôi đã phát triển chức năng trò chuyện trong ứng dụng để người mua và người bán có thể giao tiếp với nhau. Tức là BeZen Mall là không muốn để lộ thông tin, họ muốn có một cuộc trao đổi giữa người bán người mua thôi, để họ trao đổi để tránh cái sự lộ thông tin. Mời Đạt, Nam Phi và Zimbabwe làm ơn. Mời tức là mời giao dịch, có thể là giao dịch ở Nam Phi và Malaysia, tức là có ngôn ngữ này, ngôn ngữ có Nam Phi và Venezuela. Thì BeZen Mall cũng giới thiệu là cũng có hai nước này. Hãy tiếp tục, và tất cả chúng ta đều là những người tiên phong chờ đợi ngày D. Tuyệt vời sắp tới để mua hàng hóa trong nền tảng của bạn. Và chúng ta thấy là có ý kiến đều đồng tình và cũng rất mong chờ một ngày BeZen Mall sẽ chính thức được mở để Begonia thỏa lòng ước mong được trao đổi, giao dịch, buôn bán bằng những đồng tiền mà đội ngũ Begonia đã cố gắng đỡ mỗi ngày dành về dây để cách tia sét để đào bi. Họ mong muốn có một ngày sẽ hứa được quả ngọt. Thông tin cuối cùng của ngày hôm nay đó là một giao dịch đồng thuận B2B bằng cách là cô ấy trả 3 bi trên một đôi giày mới tin hồi chiều nay. Nó đã được vận chuyển và giao cho cô ấy. Tôi hy vọng đôi giày vừa vặn và tôi hy vọng đôi giày sẽ mang lại niềm vui cho cô ấy. Tức là một cô gái mua một đôi giày 3 bi và nay đã chuyển cho cô ấy. Một thông tin quá vui mọi người. Thứ này quá đắt, Barbie là rất nhiều tiền, hàng tỷ đô la. Hiện tại nó đắt nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa có giá trị mà họ chấp nhận đổi như vậy là cũng tuyệt vời rồi mọi người ơi, không có vấn đề gì hết. Chúng ta tiếp tục là có một thông tin mới. Tôi rất thích mua hàng của bạn nếu bạn có thứ gì đó để cung cấp, và cô ấy đã khai thác bi từ năm 2019 đến năm mình. Bi không là gì đối với cô ấy, tôi cũng bắt đầu khai thác từ năm 2019, sẽ không cần 3 bi, nhưng tôi đang làm điều gì đó để tạo ra giá trị. Vì vậy bạn và tôi là những người tiên phong còn lại của cả hai đều có thể thưởng thức bi của chúng tôi. Thì anh ấy nói là với 3B thì cô ấy khai thác năm 19 thì việc mua giá 3B thì không có giá trị gì, tức là không ảnh hưởng đến số lượng bi, chất lượng tài khoản của cô ấy. Nên chúng ta đây là một cuộc giao dịch ngân hàng. Bi khuyến khích điều đó mọi người, bi nó cô tin khuyến khích điều đó. Vui lòng gửi danh sách có cửa hàng trực tuyến chấp nhận thanh toán cho bi để chúng tôi cũng có thể đặt hàng của chúng tôi. Tức là một đồng chí ở bên châu Phi mong muốn là có gửi cái cửa hàng trực tuyến để họ có thể mua được cái đôi giày giống như cô ấy. Tôi cũng đang chờ danh sách này, nhưng hãy theo dõi vì BeThot sẽ thiết lập thị trường B2B của riêng chúng tôi. Giữ nguyên BeThot, tức là anh ai là làm cho nhiệm vụ BeThot. Rồi, như vậy là cũng quá ok rồi. Một thanh giao dịch 37 đấu một đôi giày Nike mới tanh. Wow, Nike 30 đô. Giày thể thao này có giá 30 đô. Thì một bay 10 đô cũng được hè. Vậy là cũng quá ngon rồi. Anh đã trả lời như thế nào? Không chỉ dành cho người bận Barbie. Bi hiện không phải để bán hoặc để giao dịch. Việc bán một bi sẽ khiến bạn bị sốc vì value.sale không bán số bi của bạn. Nếu chúng ta không bán thì chúng ta không có giao dịch thì bi nó cũng không có những giá trị gì mọi người ơi. Không phải bán gì mà trao đổi giao dịch thì chúng ta bi nó không có giá trị gì hết mọi người. Picoreteam cần sự trao đổi giao dịch để bi ra hành động tiền chung cho cả nhân loại mà. Và Thanh vừa thông qua 3 thông tin rất hot về đồng tiền Pi. Thông tin thứ nhất đó là một cuộc trao đổi Pi lấy vàng ở Indonesia. Thông tin thứ hai là Pi Chain Mall họ cập nhật một video nói lên một số chức năng của ứng dụng của họ. Và thứ ba là một cô gái đã mua một chiếc giày Nike, một đôi giày Nike với giá 3 bi. Tức là trao đổi 3 bi để lấy một đôi giày Nike. Quá chi tuyệt vời. Đó là 3 thông tin trong video của hôm nay. Phần cuối cùng của video thì Thanh muốn nói đến một sản phẩm rất là tuyệt vời bên shop của Thanh, đó là cái Internet Download Manager. Hiện tại phiên bản Internet Download Manager là phiên bản 6.b1 này, 6.41, 6.41b2. Phiên bản này rất ổn định, chưa có bản cập nhật. Phiên bản này mới cập nhật vào 31 tháng 5 này, đến nay 31 tháng 8, 3 tháng năm chưa có bản cập nhật. Hiện tại bản này ổn định và tương lai thì Internet Download Manager sẽ tiếp tục cập nhật bản tiếp theo, và khi có bản cập nhật mới Thanh tiếp tục sẽ giới thiệu cho mọi người. Và Thanh muốn nói mọi người ở đây là Thanh có cái cây bản quyền trọn đời. Đây là cây bản quyền trọn đời của Thanh. Và Thanh cũng có cây bản quyền 1 năm. Nếu bạn nào muốn trải nghiệm cái cây của Internet Download Manager để chúng ta sử dụng phần mềm này, không cần phải nỗi lo là bị sợ virus nữa. Vì chúng ta kích hoạt theo kiểu là không chính thống thì dễ bị virus lắm mọi người. Kích hoạt bản quyền của phần mềm này theo cây bản quyền của hãng Internet thì các bạn yên tâm. Phần mềm sẽ làm cho bạn, cái cây sẽ làm cho bạn thấy thích thú vì cái độ ổn định, không bị lỗi trong quá trình download Pi. Download có file trên Internet. Còn nữa, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người. Bye.